Giữa lúc New Jeans và Elise đang đứng trước đầu sóng ngọn gió vì lục đục nội bộ, Lee Seraphim thì ghi dấu ấn quá sâu đậm về thảm họa Coachella. Truyền thông Hàn lại dành những lời khen có cánh, khẳng định khả năng hát live của Baby Monster. Suốt những ngày vừa qua, truyền thông Hàn và cộng đồng mạng quốc tế vẫn chưa có cơ hội được ngơi nghỉ vì drama đấu tố giữa mẹ đẻ New Jeans, Min Hee Jin và tập đoàn HYBE. Trong đó, nguồn cơn của drama được Min Hee Jin cho biết là do Elise sao chép New Jeans. Ngoài ra, cô còn tố TWS, RISE hay thậm chí BTS cũng là sản phẩm sao chép ý tưởng. Giữa ồn ào đấu tố đạo nhái cùng loạt drama xung quanh, truyền thông Hàn lại dành lời khen ngợi cho nhóm Baby Monster. Cụ thể, tờ Yonhap News đưa ra nhận định, thế giới K-pop đang hỗn loạn mỗi ngày vì tranh cãi ai sao chép ai từ giám đốc điều hành idol Min Hee Jin. Có rất nhiều yếu tố có thể sao chép để tạo nên K-pop, ví dụ như hình ảnh, định hướng âm nhạc, nội dung MV. Tuy nhiên, kỹ năng hát live chính là thứ không thể sao chép và Baby Monster đã trở thành nhóm nhạc nhận được nhiều sự chú ý nhờ việc sở hữu kỹ năng đặc biệt đó của mình. Trên thực tế, Baby Monster đang ngày càng khoe được kỹ năng vượt trội của mình không chỉ thông qua các chương trình âm nhạc mà còn qua các sự kiện trên radio hay show tập kỹ. Ngay từ thời điểm nhóm nhạc em gái Blackpink được YG thả xích cho quảng bá với các sân khấu hát live, thứ hạng ca khúc chủ đề Sis đã tăng vọt đáng kể. Điển hình là tăng hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng Melon và chạm vị trí cao nhất tính đến thời điểm hiện tại là 14. Lần đầu ra mắt ở vị trí thứ 296 trên bảng xếp hạng hàng ngày của Melon, họ đã phải đối mặt với một thách thức đáng kể vì bảng xếp hạng Melon dựa trên số lượng người nghe duy nhất trong vòng một ngày. Đây có thể là một thước đo khó khăn để bất kỳ nhóm nhạc K-pop mới nào đạt được điểm cao, đặc biệt là nhắm tới mục tiêu cho top 100. Tuy nhiên, tình thế đã thay đổi khi Baby Monster biểu diễn trực tiếp trên SBS Incheon vào ngày 7 tháng 4. Nhóm đã gây sốc cho cư dân mạng khi hát live với phần bass track tối thiểu, thể hiện khả năng thanh nhạc và vũ đạo của 7 cô gái. Họ đã thể hiện màn trình diễn đầy tự tin và mạnh mẽ với giọng hát, rap và vũ đạo đều đặn. Các thành viên như Rami đã nêu bật tài năng thanh nhạc trong các cuộc phỏng vấn, càng củng cố thêm danh tiếng của họ như một nhóm nhạc điêu luyện. Kể từ đó, Baby Monster tiếp tục làm cư dân mạng ngạc nhiên với giọng hát mộc mạc đến ngỡ ngàng trong It Live hay các chương trình phát thanh, chương trình thực tế. Khi họ tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ những màn trình diễn điêu luyện của mình, Baby Monster được coi là nhóm đạt được thành công trên bảng xếp hạng tự nhiên nhất. Người hâm mộ gọi sự nổi tiếng ngày càng tăng này là tự nhiên vì công chúng chủ yếu chú ý đến nhóm nhờ tài năng thay vì những thứ khác. Mỗi màn trình diễn mới của nhóm đều thu hút hàng triệu lượt xem và một số màn trình diễn thậm chí còn trở thành xu hướng ở Hàn Quốc và trên toàn thế giới. Đặc biệt, dưới những tranh cãi về khả năng hát live của thần tượng, cư dân mạng đã chia sẻ rằng họ tự hào về tài năng của Baby Monster, dù đó là bầu không khí chung của nhóm hay từng thành viên cụ thể và phần của họ trong bài hát. Một số thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng phiên bản trực tiếp thậm chí còn hay hơn bản thu âm. Tuy nhiên, chặng đường của Baby Monster sẽ còn gặp khó khăn nếu như YG không thay đổi tư duy âm nhạc, tiếp tục để nhóm phát hành những ca khúc bị đánh giá là lỗi thời, một màu hay biến nhóm trở thành bản sao nửa vời của Blackpink.